Kính thưa quý vị thính giả, Tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô hằng sống, Hội thường Hội đồng Giám mục về người trẻ đã được công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn về tông huấn này với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Con xin chào Đức cha. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện của phóng viên và tôi xin gửi lời chào thân ái đến các thính giả của Vatican News. Thưa Đức cha, với tư cách là người đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, xin Đức cha cho biết cảm nhận của Đức cha về tông huấn Christus Vivit này ạ. Vâng, tôi rất vui mừng vì cuối cùng một tông huấn đặc biệt cho giới trẻ đã ra đời trong lịch sử giáo hội gần 2.000 năm. Điều đó cho chúng ta nhận thức rằng Đức Thánh cha Francisco rất quan tâm đến giới trẻ. Ngài đã trình bày những vấn đề phức tạp nhất liên quan đến giới trẻ theo cách thức đơn giản nhất. Và tôi hy vọng rằng tông huấn này sẽ được các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam, thành tâm đón nhận, học hỏi, suy tư, chia sẻ cách thấu đáo và đem ra thực hành như lòng mong muốn của các nghi phụ Thượng Hội đồng Giám mục và đặc biệt của Đức Thánh cha Francisco. Xin Đức cha cho biết về một số điểm đánh động đối với cá nhân của Đức cha về tông huấn này ạ. Vâng, tôi xin đề cập đến 5 điểm. Thứ nhất, văn phong của tông huấn trôi chảy, từ ngữ đơn giản và sứ điệp dễ dàng đi vào lòng người. Văn phong của Đức Thánh cha là văn phong của người cha, của người mẹ đối với con cái mình, hơn là văn phong của giáo sư đối với sinh viên hay của người giám đốc đối với các nhân viên của mình. Thứ hai, trong khi nhiều người phê bình, thậm chí chỉ trích hay để tâm đến những thiếu sót của giới trẻ, Đức Thánh cha lại có nhãn quan rất đúng đắn về họ. Một mặt Ngài chỉ ra những bất cập của giới trẻ trong thế giới toàn cầu hóa và kỹ nghệ số hôm nay. Mặt khác, Ngài đề cao những đóng góp rất tích cực của giới trẻ cho giáo hội và xã hội. Đặc biệt, Ngài khuyến khích họ hãy là những nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người giữa lòng thế giới. Thứ ba, người ta thường nói rằng giới trẻ là tương lai của giáo hội. Tuy nhiên, Đức Thánh cha lại nói rằng giới trẻ là hiện tại của giáo hội và là hiện tại của Thiên Chúa, the now of God. Ý tưởng này dẫn chúng ta đến nhận thức rằng giới trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của giáo hội mà còn là chủ nhân của giáo hội. Họ được mời gọi sống và diễn tả nội dung đức tin Kitô giáo. Thứ tư, Đức Thánh cha đề cao vai trò của người nữ trong giáo hội và xã hội. Ngài không chỉ nêu tên nhiều vị thánh nữ trẻ, nhất là đức tin nữ Maria đã can đảm sống và làm chứng cho niềm tin của mình, mà còn diễn tả rất khúc chiết tương quan giữa người trẻ và mẹ giáo hội. Thứ năm, tôi rất cảm động khi tên của hai nhân vật người Việt Nam được Đức Thánh cha đưa vào trong tông huấn như là những mẫu gương Kitô hữu sống đồng giữa dòng đời cho tất cả mọi người noi theo. Đó là Chân Phước Andre Phú Yên, một người trẻ Việt Nam sinh vào năm 1625 và qua đời năm 1644, và bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần sinh vào năm 1928 và qua đời năm 2002. Không những nêu tên mà thôi, Đức Thánh cha đã viết rằng Chân Phước Andre Phú Yên bị tù đày và bị giết vì trung tín với đức tin của mình. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài tuyên xưng danh Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh cha cũng đã trích dẫn lời của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần rằng: "Hãy sống giây phút hiện tại và lấp đầy giây phút đó với tình yêu dâng trào." Dạ, thưa Đức cha, tông huấn này có điểm gì mới hay là đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay ạ? Tôi thấy rằng những gì mà Đức Thánh cha trình bày trong tông huấn không có gì mới. Điều mới ở đây là cách trình bày của Ngài về các chủ đề. Và tôi thấy rằng các chủ đề này đặt nền tảng trên Kinh Thánh và thực tiễn
hơn là trên triết lý hay là suy luận logic. Chẳng hạn, tiếp tục tinh thần của các nghi phụ thường hội đồng giám mục, Ngài quảng diễn câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus ở Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Câu chuyện này là xương sống, là backbone của tài liệu đúc kết thường hội đồng giám mục. Tuy nhiên, tôi thấy rằng cách trình bày của Đức Thánh Cha ngắn gọn và rõ ràng hơn. Chúng ta có thể tóm lược cách trình bày của Đức Thánh Cha về câu chuyện này vào ba thì, cho tôi gọi tạm như vậy. Đó là thì thứ nhất, chia sẻ lời Chúa; thì thứ hai, cử hành bí tích; và thì thứ ba, loan báo tin mừng. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, các bạn trẻ được mời gọi sống và thực hành ba thì này trong toàn bộ cuộc sống mình. Hơn nữa, có những chủ đề đáng lẽ phải trình bày dài dòng, Đức Thánh Cha chỉ dùng vài từ là đủ đánh đồng lương tâm của các bạn trẻ. Chẳng hạn, để trưởng thành hơn về đời sống đức tin cũng như các tương quan khác trong bối cảnh hiện tại của các bạn trẻ, Đức Thánh Cha chỉ nói đơn giản rằng luôn online với Đức Giêsu, remain online with Jesus, hoặc đi vào mối tương quan tình bạn với người, friendship with Jesus. Thưa Đức Cha, đây là tông huấn viết cho người trẻ, mà hiện nay thì người ta, đặc biệt là người Việt và giới trẻ Việt, thì ngày càng lười đọc những bản văn dài. Vậy làm sao có thể phổ biến tông huấn này cho người trẻ ạ? Vâng, theo tôi biết, ở Việt Nam, hàng năm người ta tiêu thụ khoảng 5 tỷ gói mì ăn liền. Xem ra thì nạo tràng hay văn hóa mì ăn liền đang thịnh hành trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Sống thử, sống gấp, sống nhanh đang là xu hướng của nhiều người. Tông huấn khoảng hơn 30.000 từ thôi, tôi nghĩ không dài lắm. Các bạn trẻ có thể tải xuống điện thoại hay máy tính của mình để đọc, để suy niệm và áp dụng. Nếu thời gian không cho phép, các bạn trẻ có thể tóm lược tông huấn hay những chia sẻ khác về tông huấn đang phổ biến trên các trang mạng Internet. Khi Đức Cha đọc tông huấn này trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, xin Đức Cha cho biết Đức Cha được gợi hứng gì trong việc mục vụ giới trẻ trong tương lai ạ? Đối với tôi được gợi hứng bởi 5 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là cần ý thức hơn về vai trò của các bạn trẻ trong đời sống giáo hội cũng như xã hội. Thứ hai, đi đường trái tim như Đức Giêsu đã đi để đến với các bạn trẻ. Thứ ba, tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều hơn. Thứ tư, học hỏi ngôn ngữ và văn hóa của các bạn trẻ để đồng hành cùng họ. Thứ năm, mời gọi các bạn trẻ sống và diễn tả nội dung đức tin của mình bằng 3T: trí, tâm, tay. Trí nghĩa là tin tưởng vào Chúa, tâm nghĩa là hiệp thông với Chúa, tay nghĩa là thực thi thánh ý Chúa bằng hành động của mình. Thưa Đức Cha, để áp dụng được một cái đường hướng nào đó thì cần phải bắt mạch được điểm mạnh và điểm yếu của nó. Vậy xin Đức Cha cho biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của một vụ giới trẻ tại Việt Nam và cần cải thiện như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng điểm mạnh của một vụ giới trẻ Việt Nam đó là đa số các bạn trẻ yêu mến giáo hội, rất cầu tiến và thích dấn thân. Đặc biệt họ muốn đóng góp phần mình trong việc diễn tả căn tính, đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Điểm yếu trong một vụ giới trẻ Việt Nam đó là thiếu những người đồng hành có đủ kiến thức, có đủ khả năng, có đủ nhiệt tình để tiếp cận và hướng dẫn các bạn trẻ. Hơn nữa, truyền thông thông tin và giáo dục công giáo chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn trẻ. Vâng, con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Xin chân thành cảm ơn phóng viên và các thính giả. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn tất cả chúng ta.